Trên tay tôi đang là chiếc iPhone 15 và để lấy được nó thì bạn phải vượt qua 100 người chơi ở đây. Nhưng mà đây là điện thoại của tôi. Điện thoại iPhone 15 đang giấu rồi. Em không giấu tôi luôn. iPhone không thuộc về anh, thuộc về ai. Thử thách đầu tiên, đoán đồ vật trong cái hộp này. Màu sắc của cái đồ vật này chỉ có hai màu này thôi. Mọi người có 60 giây để lựa chọn. Rồi, bắt đầu đấy nhá, thời gian tính nhá. Chắc chắn nó sẽ là màu vàng rồi, không thể là màu xanh được. 25 giây. Màu xanh nó đẹp hơn màu vàng. Ôi ôi các bạn ạ. Em sẽ được iPhone 15. Rồi, vậy là hết giờ nhá. Vậy là hết 60 giây. Thực sự tôi cũng không biết bên trong cái này là màu gì luôn. Có bạn vừa chạy sang rồi, thôi sang đi. À, em cuối cùng à? Thôi em sang đi em ơi. Toàn bộ số người bên ô màu xanh sẽ bị loại. Nhưng mà tôi sẽ không để những người đăng ký kênh tôi ra về tay không. Tôi sẽ tặng mỗi người 100.000. Sau vòng đầu tiên thì đã có 64 người bị loại. Bây giờ chỉ còn 36 người thôi. Thì bây giờ sẽ chia làm hai đội ngẫu nhiên. Thì bây giờ mọi người sẽ hai đội sẽ phải thi đấu với nhau. Lật chai nước. Mình sinh năm 95, mình đến từ Lạng Sơn. Chưa bao giờ lật chai nước bao giờ. Một lần lật duy nhất nhá, tất cả cùng lật. Đây là một kỷ lục thế giới về lật chai nước cùng lúc nhá các bạn nhá. 36 người lật chai nước cùng lúc, đây là một kỷ lục thế giới nhá các bạn nhá. Ai sẽ là người giành được iPhone 15? Em ạ. Em ạ. Em đoán là ai sẽ là được iPhone 15? Người sẽ vượt qua hết cả các khách ạ. Đây là người phụ nữ lớn tuổi nhất thi đấu lật chai nước từ trước đến nay. Đây là một cậu bé tham gia thử thách. Em nghĩ chỗ này khó không? Không ạ. Không ạ. 1 2 3 lật. Vậy là đội đỏ này chỉ được 3 chai thôi. 1 2 3. Và đội xanh là 1 2 3 4. Chúc mừng đội xanh. Chị buồn với đội đỏ. Thì tôi sẽ không để những người đăng ký kênh tôi đến đây ra về tay không. Vẫn tặng mỗi người 100.000. Bye bye. Đến vòng thứ 3 chỉ còn 18 người chơi. Bây giờ tôi sẽ có một lời đề nghị. Nếu mai bỏ cuộc ra về thì sẽ nhận được 1 triệu. Ngay bây giờ, 1 triệu đồng tiền mặt. Mọi người có 60 giây để suy nghĩ. Bắt đầu. Cứ ai ấy thì giơ tay đi ra ngoài. Suy nghĩ thoải mái, cứ ai. Rồi, giơ tay đi ra ngoài. Rồi, suy nghĩ. Sáu mươi giây, hết giờ. Chỉ một lời đề nghị 1 triệu đồng tiền mặt thôi mà đã có 2, 4, 6, 8 người. Ôi trời ơi, mọi người chỉ lấy 1 triệu mà ra hết rồi. Chỉ với 3 trò thôi mà từ 100 người chỉ còn 10 người. Cái thử thách này thật sự là không liền. Em nghĩ sao là khi em loại được 90 người rồi? Chị nghĩ em không có gì nhiều về cái này trong tính toán với em rồi. Ủa em nghĩ là còn 9 người lát thì cũng theo 90 còn lại. Em nghĩ trong 10 người này ai được iPhone 15? Nhìn mặt ai uy tín? Mặt em uy tín ấy. Rất là hồi hộp. Mình cảm thấy rất may mắn. Thử thách tiếp theo, người chơi sẽ phải đoán được số cá ở trong cái thau này là chẵn hay lẻ. Mọi người có 60 giây để chọn chẵn hay lẻ nhá. 3, 2, 1, bắt đầu. Tôi cũng không biết số cá bên trong đây là chẵn hay lẻ. Đây là một trò chơi ngẫu nhiên nhá các bạn nhá. 41 giây rồi, có suy nghĩ lại không? 41 giây rồi. 46 giây. 48 giây. 50. 51. 52. 53. 54. 56. 57. 58. 59. Rồi hết giờ. Anh Côn đoán trong đấy có bao nhiêu con cá? Em ơi, anh chọn lẻ tất nhiên là nó lẻ rồi, nhưng mà team bây giờ đang đập thình thịch, nổi cả da gà rồi. Cảm giác là con iPhone 15 nó càng gần mình hơn. Số lẻ là số 21, số bóng đá của em. Sẵn sàng chưa? Sao biết lẻ? 1 2 3 4 5 6
7 8 9 rồi á? 9 rồi á? 8 9 12 con 10 11 12 13 Rất là buồn khi có hai bạn nữ duy nhất bị loại. Sao hai em không tách ra? Đã tách ra thì được, trên hai em đứng chung. Đội chọn chắn là thua nhá. Mỗi bạn thua cuộc vẫn được 100.000. Rất là vui vì mình được tăng cơ hội nhận iPhone 15 nhá. Dạ, cảm xúc em như vỡ hòa khi được vào gần như vào chung kết rồi ạ. Chỉ có 5 người thôi ạ. Chúc mừng đội lẻ. Chúc mừng anh. Ôi con này, con này. Ôi anh con ăn chặt rồi. Trong 5 người kia ai sẽ là người chiến thắng? Chắc anh Côn rồi, anh đấy may mắn từ đầu đến giờ mà. Trải qua 4 trò chơi thì đã có 95 người bị loại, bây giờ chỉ còn 5 người chơi thôi. Thì vừa lấy ra tại sao chọn lẻ? Tại vì em thích số 7 và số 7 là số lẻ. À, em này, em thích Ronaldo ạ. Nói thật lòng đi, em là theo anh đấy. Em thích Ronaldo. Em thích Ronaldo, em siêu một cái em nào. Thử thách tiếp theo đó là xúc giác khổng lồ. Vận mệnh của mọi người vẫn là do mọi người quyết định. Như tất cả các vòng chơi trước thì bây giờ mọi người cũng phải tự tung xúc giác. Những ai điểm thấp nhất sẽ bị loại. Anh nghĩ anh sẽ tung được bao nhiêu điểm? 6 điểm cao nhất. Trong 5 người này người nào sẽ bị loại? Em thử ấy nào. Em nghĩ phải loại tầm 3 người là số nhót. Vậy là chắc chắn anh Côn sẽ bị loại rồi các bạn ạ. Chỉ kéo theo ai thôi, chắc chắn anh Côn sẽ bị loại nha các bạn nhá. 3 3 3 thống 3. Ok, thống đứng bên này đi. Ban này xong này đi. Ban này xong, ban chưa tung xong này. Vậy là người tiếp theo 1 điểm. Vậy là anh Côn và một bạn này 1 điểm rồi, chắc chắn gần như sẽ bị loại rồi vì có người được 3 điểm rồi. Em tên gì nhỉ? Chưa hỏi tên. Em tên Tuyển ạ. Tuyển à? Vâng. Chúc Tuyển may mắn nhá. Vâng, em cảm ơn ạ. 3 người loại rồi. Vậy là gần như là có 3 người bị loại rồi các bạn nhá. 3 người cùng 1 luôn. Không ngờ cái thử thách này kết thúc nhanh đến vậy các bạn ạ. Em tên gì nhỉ? Tên Mỹ Tài anh ạ. Em ở đâu? Em ở Đông Phòng. Mấy tuổi rồi? Em 15 tuổi. 15 tuổi. Ui. Vậy là chúng ta đã tìm ra 3 người bị loại. 3 người có số điểm 1, tức là 3 người điểm thấp nhất đấy đều bị loại nhá các bạn, vì là điểm thấp nhất mà. Tôi bảo là những ai điểm thấp nhất sẽ bị loại, thì vì vậy là tất cả những người 1 điểm bị loại. Ôi trên chị buồn anh Côn. Anh Côn sắp khóc rồi bạn ơi, anh Côn sắp khóc rồi. Sắp khóc rồi. Ôi chúc may mắn lần sau nhá em. Tôi sẽ không để những người đăng ký kênh tôi ra về tay không, mỗi người vẫn được 100.000. Trước khi đến vòng chung kết thì tôi sẽ tổ chức ra một trò chơi để tặng 10 triệu cho người may mắn nhất. Đây là những phiếu tên của mọi người đang có trong danh sách ở đây. Nếu mà tôi bốc phải ai thì người đó sẽ được 10 triệu. Cho mọi người kiểm tra xem đây phải một tên không nhá, hay là nhiều tên nhá. Đây là mọi người, ý là tôi cho mọi người biết để vì đây là trò chơi ngẫu nhiên, không có sắp xếp. Vậy là mọi người đã kiểm tra số phiếu này là minh bạch, là không có trùng tên nhá, không phải một người nhá. Mày to lên. Quy định yêu. Ăn đi rồi, biết rồi, ăn rồi. Những bạn nam. Tôi đi ra ngoài. Những ai không phải họ Nguyễn thì đi ra nhá. Họ Nguyễn thì ở lại. Họ Nguyễn thì ở lại. Vậy là chỉ có 5 người họ Nguyễn thôi. Bây giờ đến cái tên đệm nào. Thi. Nguyễn Thi. Có Thi hết à? Thi hết à? Nguyễn Thị Tuyết. Ai đó? Em à? Rồi, chúc mừng em. Ôi em bỏ khẩu trang đi. Em tên gì, quê ở đâu nhỉ? Em là Tuyên Tuyết ạ. Quê ở Thanh Hóa. Ôi, chúc mừng em. Chúc mừng em. Chúc mừng Tuyết nhá. Và bây giờ sẽ tiếp tục đến thử thách chung kết. Quản tù tì, người thắng sẽ được chọn cái vali trước. Trong hai vali này sẽ có một vali có iPhone 15. Mọi người đã thấy có cuộc thi nào quản tù tì mà được iPhone bây giờ chưa? Rồi, 1, 2, 3. Rồi, vậy là ai được nhỉ? Đấy, em chọn được, chọn trước, em đứng rồi, đứng chưa được động, đứng rồi, chị, em chọn đi.
Rồi em đứng ở đấy, em đứng lên đấy cùng. Thôi em lấy luôn vali về. Vậy là hai người đã chọn xong cặp nhá. Bây giờ sẽ là giờ phút quan trọng. Thôi người thua mở đi. Thua mở. Em bấm hai cái này ra này. Bình tĩnh thôi. Mở đi, nhẹ nhàng nữa em ơi. Nhẹ nhàng. Đồ. Em thì bỏ ra cho mọi người xem phải iPhone không đã. Cầm người nặng rơi. Sụt qua anh ạ. Thực ra là anh bóc ra trước rồi, khui đi mua khu hàng nó phải khui ra rồi. Em bật nguồn lên. Lên rồi. Đẹp quá. Từ đây không ai chia buồn với em ơi. Vào đến trận chung kết rồi mà thua thì thật sự là rất buồn em. Vậy là đã tìm ra chủ nhân của chiếc iPhone 15 đó bạn Tài. Chúc mừng Tài. Em cảm ơn anh ạ. Ok. Mọi người hãy đăng ký kênh để có cơ hội tham gia những trò chơi nhận giải thưởng như Tài nhá. Bấm like, subscribe, đăng ký nhá. Đăng ký để tôi sẽ mời đến tham gia nhá. Bạn sẽ là người tiếp theo đến chương trình của Phương Công Dương. Đăng ký kênh.